Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách làm món chả giò đậu xanh nha. Chả giò hay là người miền Bắc còn gọi là nem đó. Món này mình ăn với tương ớt hoặc là ăn kèm với bún sẽ rất là ngon. Để chuẩn bị cho món này, chúng ta sẽ cần có đầu tiên là bánh tráng cuốn chả giò. Ở đây mình dùng loại bánh tráng đậu xanh, loại bánh tráng xốp mà để cuốn bò bía đó các bạn. Thì các bạn có thể mua một xấp khoảng 30 cái ở các tiệm tạp hóa hoặc là ở siêu thị. Kế đến là đậu xanh. Thì để có được đậu xanh dùng để cuốn chả giò thì mình sẽ mua khoảng 150g đậu xanh dạng hạt mà đã cà vỏ rồi đó. Nếu như mà mình sử dụng cái loại đang có vỏ thì mình phải ngâm và mình đãi bỏ vỏ, mình chỉ dùng cái phần ruột đậu xanh thôi. Làm sao mà mình nấu đậu xanh ra để có được một cái khối đậu xanh mịn như thế này thì chút nữa mình sẽ chia sẻ rất là kỹ cái phần nấu đậu xanh cho các bạn nha. Kế đến là nấm mèo, thì mình dùng khoảng 20g nấm mèo khô và ngâm cho nó nở ra. Cà rốt cần nửa củ và củ sắn mình cũng cần nửa củ sắn thôi. Vài cọng hành lá, một ít bột nêm, tiêu và mình cần thêm dầu ăn. Trước tiên với đậu xanh á, thì mình cần phải ngâm đậu trước rồi sau đó mình mới đem nấu. Thì đậu mình sẽ cho nhiều nước và mình ngâm khoảng 12 tiếng đồng hồ hoặc là qua đêm á, để cho đậu xanh thứ nhất là nó mềm hơn, thứ hai nữa là đậu xanh khi mà ngâm lâu trong nước á, nó sẽ giúp giải phóng một số cái chất mà không tốt cho tiêu hóa. Và như vậy thì sau 12 giờ ngâm thì hạt đậu xanh nó nở ra và mềm hơn, đồng thời là sẽ giúp làm tăng cái dưỡng chất cho cơ thể của mình hơn. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đem đậu xanh để đi nấu. Mình sẽ cho vào đây một ít nước. Và lưu ý là hạt đậu xanh bây giờ nó đã ngậm khá là nhiều nước rồi, cho nên mình cho thêm một cái lượng nước vừa phải thôi. Ở đây là mình cho 300ml nước với lượng 150g đậu xanh ban đầu và mình cho thêm vào đây một ít muối. Và mình sẽ đem đậu xanh này mình nấu ở trên bếp và lưu ý là mình sẽ không nên đậy nắp bởi vì đậu xanh rất là mau sôi và nó sẽ nếu đậy nắp thì nó sẽ dễ bị trào ra đó. Khi mà đậu xanh đã sôi rồi thì mình sẽ vớt để bỏ bọt đi. Đậu xanh chứa rất là nhiều thành phần dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, cho nên là mình rất là thích dùng đậu xanh trong các cái món như là nấu chè với nha đam nè, hoặc là mình làm nhân bánh cam và hoặc là mình làm chả giò. Giai đoạn đầu thì đậu xanh sẽ chín trong nước và lúc sau khi mà nước gần cạn rồi á, thì mình sẽ đậy nắp lại và đậu xanh sẽ tiếp tục chín dần bằng hơi. Mình chỉnh nhiệt độ ở chế độ lửa nhỏ nhất và tiếp tục nấu như vậy trên bếp khoảng 10 phút thì đậu xanh sẽ nở ra và chín gần giống như là lúc mình nấu cơm thủ công vậy đó các bạn. Thì bây giờ khi mà sau khoảng 10 phút thì mình sẽ thấy đậu xanh chín và nó sẽ thật là ráo như thế này, đồng thời nó cũng rất là mềm. Mình sẽ dùng một cái muỗng để mình tán cho đậu xanh nó thật là mịn ra như là bột vậy đó các bạn. Sau đó thì mình có thể dùng đậu xanh này để mình đi cuốn chả giò. Nếu các bạn không thích dùng muỗng để tán thì mình có thể dùng cái chày để mình quết đậu xanh cũng được nha các bạn. Bây giờ thì tới phần củ sắn, cà rốt và nấm mèo. Thì tất cả những thứ này mình sẽ cần cắt nhỏ và mình băm nhuyễn ra. Cà rốt sắc hạt lựu
củ sắn mình cũng sắc hạt lựu, nấm mèo thì mình cắt sợi sau đó mình băm nhuyễn ra. Hành lá thì mình cũng cắt nhuyễn, nếu không có hành lá thì mình thay bằng củ hành tím băm nhỏ cũng được nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ đem xào cà rốt với củ sắn và nấm mèo. Thì mình sẽ cho một cái chảo lên bếp và mình cho vào khoảng một muỗng súp dầu ăn. Đầu tiên mình sẽ cho cà rốt vào, xào qua trên dầu cho nóng. Tiếp đến là mình sẽ cho nấm mèo và củ sắn thì mình sẽ cho sau cùng. Và bởi vì củ sắn là nó hay ra nước cho nên là mình sẽ cho củ sắn vào sau để làm sao cho cái hỗn hợp này nó không có bị quá nhiều nước. Mình nêm thêm vào ở trong đây một muỗng cà phê bột nêm và mình trộn đều để cho rau củ thấm đều cái gia vị. Và phần rau củ này mình cần xào nhanh khoảng 2 đến 3 phút thôi là được rồi. Sau cùng mình sẽ cho hành lá vào và mình cũng sẽ cho vào đây một nhúm nhỏ tiêu. Mình trộn đều và mình tắt bếp được rồi các bạn. Sau khi rau củ đã xào xong thì mình sẽ cho vào ở trong đậu xanh và mình sẽ trộn đều để cho đậu xanh với lại củ sắn, cà rốt và nấm mèo được đều với nhau. Bây giờ thì mình sẽ cho thêm vào trong đây một muỗng cà phê bột nêm nữa nha các bạn. Vậy là từ đầu đến giờ mình đã cho vào ở trong hỗn hợp nhân này 2 muỗng cà phê bột nêm. Sau khi phần nhân đã chuẩn bị xong hết thì mình đã bắt đầu cuốn chả giò được rồi. Thì mình chỉ việc là lấy từng cái miếng bánh tráng ra rồi mình gói chả giò thôi. Miếng chả giò xốp này thì nó không cần phải thấm nước nha các bạn. Mình cứ để nó khô như vậy và mình cho nhân vào và mình cuốn lại thôi. Với cái cách mà mình kết hợp giữa đậu xanh và các cái loại rau củ để làm nhân chả giò như thế này á, thì mọi người sẽ thấy là cái phần nấu đậu xanh á, nó sẽ hơi tốn công một chút xíu. Nhưng mà bù lại á, thì mình thấy là cái chả giò mà kết hợp giữa đậu xanh với lại củ sắn và nấm mèo với cà rốt thế này á, thì thứ nhất là về dinh dưỡng á, nó sẽ rất là tốt luôn. Bởi vì trong đậu xanh á, nó có rất là nhiều cái chất tốt cho sức khỏe. Và khi mà mình nấu đậu xanh một lần mà dùng không hết á, mình có thể bảo quản ở trong ngăn đá của tủ lạnh để sau đó mình có thể đem ra và mình làm các cái loại bánh khác.
Sau khi đã cuốn xong hết cái phần chả giò này rồi á, thì mình sẽ bắt đầu đem chiên. Thì mình sẽ dùng một cái lượng dầu tương đối nhiều một xíu để làm sao mà nó có thể vừa ngập được cái cuốn chả giò của mình. Khi mà dầu đã nóng rồi á, mình thử bằng đầu đũa mình thấy nó sủi tăm á, thì mình sẽ cho chả giò vào và mình chiên. Thì khi mình dùng nhiều dầu như thế này á, thì cuốn chả giò nó vừa chín đều và ngon, đồng thời là nó sẽ hút ít dầu hơn là mình dùng ít dầu. Thì ngược lại với suy nghĩ của mình là khi mình dùng ít dầu á, thì mình cứ nghĩ là chả giò nó sẽ hút ít, nhưng mà ngược lại khi dùng nhiều thì nó mới hút ít đó các bạn. Ở đây mình chỉnh nhiệt độ lửa ở chế độ trung bình thôi, và mình chiên cho chả giò nó vàng đều hai mặt. Chả giò cũng rất là nhanh chín, khoảng 1 phút đến 1 phút rưỡi thì nó đã chín được một mặt rồi. Thì mình trở cho vàng đều ở bên kia. Khi chả giò đã chín vàng đều hai mặt thì mình sẽ vớt chả giò ra và mình để cho ráo dầu. Khi mà dùng loại chả giò xốp này đó thì mình sẽ cần dùng nóng, chứ còn nếu như mà mình để lâu á thì cuốn chả giò nó sẽ bị xẹp lại đó, nó không còn ngon nữa nha các bạn. Chả giò có nhân đậu xanh vừa bùi và béo, đồng thời là củ sắn với nấm mè với cà rốt thì nó sẽ rất là giòn và cảm giác rất là ngon. Thì mình vừa chia sẻ xong với các bạn cách làm món chả giò đậu xanh rồi. Nếu mà các bạn cũng thấy thích món chả giò này á, thì hãy like và chia sẻ clip để cho nhiều người cùng biết nha. Bạn cũng có thể để lại comment và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình ra thêm nhiều clip mới nữa nha. Lần sau mình sẽ tiếp tục chia sẻ cách làm những cái món ăn đơn giản. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại ở những clip lần sau nha.